Ảm đạm buồn chán, đó có lẽ là tâm lý của rất nhiều anh chị em nhà đầu tư trong khoảng độ một tuần đổ lại đây, và đặc biệt là trong cái phiên ngày hôm nay, một cái phiên mà chúng ta thấy là cũng là một cái phiên cơ cấu của quỹ ETF, thị trường lại tiếp tục lình xình đi ngang và nó cũng chưa rõ một cái xu hướng nào cả. Và nếu như mà chúng ta muốn xác định được rằng phe bò hay phe gấu sẽ giành chiến thắng thì chúng ta sẽ cùng phải theo dõi cái xu hướng tuần tới, và anh chị em cũng có thể được theo dõi cái video này. Mình cũng sẽ chia sẻ thêm một số những cái view của mình về thị trường trong cái tuần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Mình sẽ share màn hình. Mình xin phép có một phút dành cho quảng cáo, đó là cái thời hạn đăng ký cái khóa học miễn phí Let's tới, thì tối thứ hai mình đã học rồi, cho nên anh chị em nào mà còn chưa đăng ký thì hãy nhanh tay đăng ký ở đường link bên dưới comment hoặc là bên dưới mô tả, hoặc là bấm vào trang techprofit.vn thì ngay ở cái phần banner đầu tiên đập vào mặt chúng ta có thể bấm đăng ký tại đây. Và xin nhắc lại, đó là hoàn toàn là miễn phí và ở học trên nền tảng Zoom kín, và anh chị em phải đăng ký thì mới đăng ký học được, được chưa? Và sẽ hệ thống hóa lại toàn bộ những cái kiến thức nền tảng cơ bản và kỹ thuật đó, thì mình nghĩ rằng là anh chị em nào mà chưa có một cái phương pháp nó hợp lý thì có thể tham gia khóa học này đó. Thì khóa học này là giúp cho toàn bộ nhà đầu tư nâng cao cái mặt bằng kiến thức của mình lên, và đặc biệt trong giai đoạn thị trường lình xình và downtrend hiện nay thì học mình nghĩ là một cái giải pháp rất là hợp lý trong giai đoạn này. Bây giờ quay trở lại index của chúng ta, thì hết một phút quảng cáo thì chúng ta thấy là quay trở lại VN Index thì hôm nay chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Index tiếp tục là đi ngang ở trong cái khung khung nhỏ ở đây, thì đây là cái khung mà khoảng loanh quanh tầm 1030 đến mình cứ cho khoảng 1065 gì đó, đúng không ạ? Và rất nhiều lần là index nó cũng đang muốn vượt cái khung ngắn hạn này nhưng mà nó chưa vượt được đó. Thế thì nếu như mà thực ra là nếu như mà xét về mặt nến và mặt khối lượng thì hôm nay thực ra là một cái phiên mà có cái khối lượng nó cũng xấp xỉ trung bình 20 phiên, tức là nó cao hơn hai ba cái phiên gần nhất đổ lại đây. Và cái quan trọng là hôm nay thì nó lại có một cái nến tóc nho nhỏ, một cái nến tóc nho nhỏ và đóng cửa với cái mức giá gần thấp nhất phiên đó. Thì góc nhìn của mình là gì, cũng khá là nhiều lần index nó thử test vượt cái mốc 1065 này nhưng mà chưa vượt được, đúng không ạ? Thế thì một số những cái chỉ báo ngắn hạn của Take Profit thì đang thiên về một cái liên quan đến rủi ro trong ngắn hạn nhiều hơn, tức là khả năng là thị trường là muốn đi lên được tiếp nữa thì nó sẽ cần phải điều chỉnh, nó sẽ cần phải điều chỉnh, thì có thể là nó sẽ test mốc 1030, mà nếu thủ 1030 thì nếu mà về loanh quanh khoảng 1000 thì đương nhiên đấy là một điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ, với những cái người mà cầm tiền. Còn một số những chỉ báo của trung hạn của VN Index, tức là thời gian nó xa hơn, trên một tháng, thì nó vẫn đang cho những tín hiệu là tương đối là tích cực. Đó, cho tín hiệu tích cực, còn ngắn hạn thì nó đang thiên về rủi ro nhiều hơn. Nên là góc nhìn của mình là đầu tiên là về những cái chỉ báo của Take Profit cũng như là một số cái phân tích về nến và giá khối lượng của mình, thì mình thấy rằng là gì, khả năng thị trường nó sẽ cần phải điều chỉnh để nó đi lên được bền vững hơn. Còn nếu như mà nó kéo bụp 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 lên như này thì mình nghĩ là cái lực kéo đấy như mình chia sẻ là có thể là sẽ không bền đó. Thì nó có hai cái kịch bản mà mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể giải ngân tỷ trọng lớn được, nó là gì? Một là nó sẽ là gì, sideways down, sideways down loanh quanh ở trong cái khung này và vô nó phải cạn kiệt, nó giống như cái giai đoạn này đó, nó xuất hiện những cái nến doji, đúng không? Tức là cái rung lắc nó giống như quả bóng rơi xuống cái nền đất ấy. Bắt đầu nó giảm dần giảm dần giảm dần cái gia tốc, đúng không? Gia tốc nó giảm dần và nó thấy là volume nó phải cạn kiệt, tức là người mua và người bán đều chán nản rồi, thì lúc đó thì để mà những cái nhà tạo lập họ muốn đẩy lên tiếp thì họ chỉ cần một lượng tài chính, một lượng tiền nhỏ họ đẩy lên sẽ rất là thanh thoát đó. Nhưng như mình chia sẻ hồi tháng 4 2020 là có hiện tượng nó giống như vậy đó, thì đây là kịch bản mình nghĩ là cũng hoàn toàn có thể giải ngân. Tuy nhiên thì cái volume như này thì với mình là chưa đạt yêu cầu nhá. Volume này nó vẫn khá là cao và hiện nay thì cái độ rung lắc nó đã đỡ hơn cái giai đoạn này, nhưng mà về cơ bản nó chưa thực sự là nó tắt dần giống như cái đoạn, ví dụ giai đoạn này, đúng không? Đó, tạo đáy này, đúng không? Thì volume rất là cạn cạn giống như này này, thì ít nhất nó cũng chỉ khoảng bằng khoảng độ tầm 60% cái phiên ngày hôm nay là nó ok, nhưng mà khối lượng ở đây nó vẫn khá là cao. Nên là một là nó sẽ phải chỉnh, thì mình nghĩ là nếu mà chỉnh thì về đây là đẹp nhất, đúng không? Loanh quanh mình nhìn là đẹp nhất, ai cũng mong muốn như thế, trừ anh chị em nào mà đang khuôn hàng ra đó. Còn hai là chúng ta sẽ phải chờ thêm một cái kịch bản là nó sideways down với cái một vốn vốn cạn, thì mình nghĩ là đấy cũng là một cái thời điểm mà mình có thể cân nhắc giải ngân tiếp, đúng không? Còn hôm nay thì như hôm qua mình chia sẻ, thì hôm qua mình đã giải ngân test trước một phần. Thực ra là mình giải ngân là để gì, mình để mình
mình kiểm chứng thị trường thôi, mình kiểm chứng thị trường thôi. Còn thực ra là giải ngân trong giai đoạn này thì nó rất là 50-50, thực sự là như vậy. Còn ai mà khẳng định là thị trường nó sẽ tăng hoặc là thị trường nó sẽ giảm thì trong cái giai đoạn này theo góc nhìn cá nhân của mình thì nó vẫn còn quá sớm. Nó vẫn còn quá sớm. Thì góc nhìn của mình là gì, với cái giai đoạn 50-50 như này thì chúng ta cũng không nên hành động gì cả, cũng không nên bán quá sớm hoặc là cũng không nên mua quá sớm trong giai đoạn này. Mà nếu mà có thì là gì, nếu mà cầm tỷ trọng lớn tiền thì cũng có thể là giải ngân test trước một phần, để một là để cảm nhận thị trường, hai là để giải tỏa cái tâm lý chẳng hạn đó. Thế còn đương nhiên là nếu mà nó gãy tiếp ở đây thì chúng ta cân nhắc chúng ta giải ngân hoặc là sideways down ở đây vốn cạn hơn như thế này, thì đấy là những điểm tuyệt vời. Còn nếu mà nó kéo tiếp thì góc nhìn của mình là là nó sẽ không bền đó. Nếu mà kéo luôn vượt qua 1060 này thì nó sẽ không bền thôi, cái đà tăng sẽ không bền thôi, thì như thế nó cũng sẽ sớm điều chỉnh đó. Thì đấy là góc nhìn của mình. Thì quay trở lại hôm nay, chúng ta thấy là về mặt phân tích một chút về mặt nhóm dẫn dắt thị trường thì hôm nay có VIX, Man San, Vinhome, VRE, Tech là những cái trụ mà làm cho index giảm điểm. Thế còn ở chiều ngược lại, chúng ta thấy là Hòa Phát thì hôm nay và dòng thép hôm nay cũng có những cái tín hiệu rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Đó, thì hôm qua mình có chia sẻ là nếu mà anh chị em nào thực sự là muốn giải ngân dòng thép thì có thể là giải ngân test trước một phần đối với Hòa Phát đó, và chúng ta có thể là đặt những cái ngưỡng stop loss là nối những cái đường kẻ chân nền đó, thì thủng cái đấy thì chúng ta cứ cắt thôi, bởi vì giao dịch mà, đúng không ạ? Chúng ta bét bằng cái cửa là ok, nó cạn vô nó đi ngang thì có thể là hoàn toàn nó sẽ bứt tiếp một nhịp, thì có thể bét vào cửa đấy và đặt ngưỡng stop loss ở dưới. Còn nếu mà ăn thì ok thì tuyệt vời đó, còn nếu không thì chúng ta vẫn có thể chúng ta stop loss đấy. Thì mình thiên về kịch bản này, tức là mình sẽ cần thị trường cân bằng hơn thì đến giai đoạn này bắt đầu nó có những cái nhóm cổ phiếu bắt đầu nó cân bằng dần thì chúng ta có thể sẽ ngân test được. Quay trở lại là độ rộng thị trường, ta thấy là nó cũng khá là cân bằng khi mà 42% các mã xanh và khoảng 40% các mã đỏ, nó không có cái sự chênh lệch quá nhiều. Tất nhiên trong phiên thì đương nhiên là nó có sẽ có sự chênh lệch, nhưng mà điều đấy nó thể hiện là cái phe bò phe gấu nó đang khá là ngang tài ngang sức đó. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về biểu đồ khối ngoại. Thì hôm nay khối ngoại tiếp tục mua dòng, nhưng mà rõ ràng ta thấy là cái nhịp vừa rồi mua dòng của khối ngoại nó bắt đầu ít hơn. Hôm nay đâu đấy chỉ mua dòng khoảng hơn 200 tỷ một chút xíu thôi. Trước đây khoảng tầm 10 phiên thì lúc đấy nó mua dòng cứ khoảng mỗi phiên khoảng hơn nghìn tỷ. Bây giờ bắt đầu cái đà mua dòng nó bắt đầu chững lại đó. Rồi thì đấy là điểm qua. Và hôm qua chúng ta thấy là có một cái thông tin, một cái diễn biến khá là bất ngờ đối với thị trường Mỹ và thị trường thế giới, đúng không ạ? Là những cái cổ phiếu, những cái thị trường lớn như thế giới thì đều giảm điểm khá là mạnh. S&P hôm qua cũng giảm hơn 2% thì và đóng cửa gần như thấp nhất phiên. Và thì đến hôm nay thì những tưởng rằng là Việt Nam thì cũng sẽ có bị tác động một phần nào đó, nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay vẫn giữ khá là tốt. Thì mình nghĩ là bởi vì là Việt Nam thì cũng giảm quá là mạnh, một thằng thì hồi về gần đỉnh cũ, một thằng thì giảm quá là sâu so với đỉnh 1500 và bây giờ về khoảng độ hơn 1000, thì rõ ràng là chúng ta thấy là Việt Nam giảm quá sâu rồi, nên là nhiều khi là nó cũng mất đi cái sự tương quan giữa thị trường Mỹ và thị trường Việt Nam trong ngắn hạn. Nhưng mà về dài hạn mình nghĩ là với những cú sốc lớn của thị trường Mỹ thì nó vẫn sẽ có những cái sự tương quan nhất định. Hôm nay thì phản ứng khá là tốt với thông tin đó, và đóng phiên với lại cái việc tái cơ cấu quỹ ETF thì khá là nhẹ nhàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngó qua một chút về nhóm banh đi. Banh rất là nhanh. Vietcom lại tiếp tục múa. Chúng ta thấy là hôm nay là một cái phiên kỷ lục của Vietcom, cũng là có thể là tái cơ cấu quỹ ETF, nhưng mà hôm nay nến tóc rất là dài, đóng cửa gần thấp nhất phiên. Thì thực ra là với cái nến này như thế này là xác định nến xấu nhá. Đó, mình chỉ nhìn mỗi giá và khối lượng thôi thì nến như thế này là một nến xấu, nó không thể nói là một nến đẹp được. Đó. Thì mình thiên kịch bản là khả năng Vietcom nó sẽ thủng cái trendline này, sẽ phải test sâu hơn. Còn nếu mà để kéo tiếp thì khó lắm. Bây giờ chúng ta nhìn lực như thế này mà còn chả kéo được nữa là bây giờ phải tiền lớn hơn như thế này nữa thì khả năng mới kéo tiếp. Đó, thì mình thiên kịch bản là Vietcom sẽ chỉnh sâu hơn. Công thương thì vẫn lình xình quanh cái cạnh trên của trading day, thì đây là vùng 50-50. Mua ở đây thì break lên thì ăn, nhưng mà giảm về đây thì cũng lại dở. Nên là rất là 50-50 thì mình sẽ không chọn những cái cổ phiếu mà nó tăng nhịp như này rồi, bây giờ đang lình xình cái cả cạnh trên. Thì thà nó vượt hẳn cạn vol thì cạn vol lên quanh vùng cạnh trên và bắt đầu break thì có thể là cân nhắc tham gia. Đó. Còn bây giờ thì mình rất hên xui. Bit cũng vậy. Bit thì loanh quanh vùng này. Nến doji loanh quanh vùng cạnh trên này cũng chưa rõ xu hướng. Cũng có thể là đi tiếp về đây chạm cạnh này thì nó sẽ có một xu hướng tiếp theo nào đó. Nhưng bây giờ thì cũng chưa rõ xu hướng. Chưa rõ xu hướng không tham gia. MB đúng không ạ? Đó, MB thì sau cái phiên break ngày hôm qua thì hôm nay bắt đầu là cũng chỉnh nhẹ, nhưng mà chỉnh cái này thì mình nghĩ là cũng ok,
không vấn đề gì nó quá là xấu cả, một cái vôn như thế này và một cái nến như thế này thì không có gì bất thường cả. MB này, ACB này, đúng không? ACB thì cũng tương tự đó. Quanh quanh bình sinh quanh vùng này thì nếu mà giải ngân có thể giải ngân test, nhưng mà test ở đây MB thì lại cố gắng là nếu mà được thì có thể là một cái nửa dưới cái thân nến này, cạnh cạnh nó có đâu đấy khoảng loanh quanh 18.4 giải ngân test cũng được, hoặc là nó kẻ cái cản chéo này đó. Đây nối những cái này thì nếu như mà nó test ở đây thì ok, có thể là nửa cái thân loanh quanh 18.4 có thể giải ngân test trước. Đó, sai thì stop loss thôi. Mình hướng dẫn anh chị em được stop loss là cái neckline này hoặc là chân cái nến này đó. MB ACB nó Techcombank. Techcombank thì cũng đang tiệm cận ở đây, thì góc nhìn của mình là gì? Việc nó cạn vol này và vẫn bám được cái trend này thì có thể giải ngân test được, kỳ vọng thì nó có thể lên cạnh trên giải ngân test nhé. Nó còn thủng gãy đây thì khả năng là nó sẽ cần thêm thời gian gãy cái trend line này, vol thì cũng khá là cạn đó. Thì giải ngân test thôi, thì chấp nhận thôi, hên xui mà. Bởi vì giai đoạn này thì thực ra là cứ nói là vĩ mô tốt tiếc các thứ thì góc nhìn của mình nó cũng chưa tốt đâu. Nó cũng chưa tốt đâu, anh em nhìn cái lãi suất huy động của ngân hàng ngoài kia nó thấy là nó tăng lên hàng ngày, đúng không? Và có ngân hàng bây giờ 10 rồi 11, 12% huy động một năm thì rõ ràng là sẽ còn rất nhiều những vấn đề ở phía trước đối với hệ thống ngân hàng cũng như là với doanh nghiệp, đúng không? Với cái mặt bằng lãi suất cao như vậy thì các doanh nghiệp dần dần sẽ ngấm đòn dần trong năm 2023. Cho nên là nói vĩ mô tốt thì thực ra góc nhìn của mình nó vẫn chưa thực sự ổn và nó cũng chưa có sự xoay chiều chính sách, nên là xác định là nhịp hồi này là xác nhịp này là nhịp hồi và hồi thì đánh lên kỹ thuật thôi. Đấy, rõ ràng. Tiếp theo chúng ta sẽ ngó qua thép này thì rất là khỏe. Đây có sự confirm cả vol và cả khối lượng, tuy nhiên thì đáng nhẽ hôm nay với cái nến như này mà đóng trần thì tốt hơn căng đét, đúng không? Nhưng mà cơ bản hôm nay là vẫn là một cái nến tốt, anh chị em nào có hàng thì chúc mừng mọi người. Hôm qua thì mình cũng có bảo là nếu mà lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn hóa phát để có thể giải ngân test, và nếu mà chọn thì mình không sẽ chọn hoa sen năm kim, mặc dù mình có thể biết là tính đầu cơ của hoa sen năm kim nó sẽ cao hơn đấy, nó kéo căng như thế này, nhưng mà rõ ràng là nó độ dao động quá lớn nên mình sẽ không best vào những cái cổ phiếu này. Cũng có thể kỳ vọng vào cái việc là Trung Quốc bắt đầu, hôm nay có tin là Trung Quốc cắt giảm tiếp tục những cái nhà máy sản xuất thép, thì có thể một tin tích cực đối với những dòng thép ngắn hạn. Tiếp theo nữa trứng SSI thì cũng lừng khừng vùng này thôi, mãi không vượt được lên thì một là đi ngang thêm, hai là chỉnh về đây đấy. Còn nếu mà để kéo tiếp thì mình nghĩ là nó cũng hơi mất lực đấy, đoạn này thì cũng có phân kỳ âm rồi, đà tăng có thể chứng lại chút xíu thì chắc là cần thêm thời gian. Mình sẽ không chọn, hôm qua mình chia sẻ mình sẽ không chọn SSI. VND thì cũng tức là cũng nếu mà nói là để nó tăng được tiếp, nó đẩy được tiếp thì hơi khó, bởi vì nhìn những cái nến này lực đẩy nó rất là nhiều nhưng mà giá nó không tăng được bao nhiêu, thì tốt nhất là gì, có thể là sẽ đợi thêm. Mình kỳ vọng nếu mà mua thì mình sẽ đợi ở đây, nếu không thì bỏ qua. Nếu là đấy là chết đinh nhá. VND này, SSI này, HCM này. HCM thì hôm qua cũng có một cái nến tương đối là tốt, đúng không? Đấy, vượt cái vùng cản chéo này, vượt neckline này, test lại đây khá là ổn, nó đang bám trend đi lên. Hôm nay thì nó đóng cái nến doji thể hiện cái sự lừng khừng sau cái phiên tăng tích cực ngày hôm qua. Tuy nhiên thì nó không quá xấu, vô như thế này. Đó. Rồi bây giờ ngó qua một chút là đầu tư công VCG này. Thực ra là VCG thì hôm nay nó cũng khá là hên xui. Nó cũng đang ở cạnh này, mình kể một cái kênh song song này. Nó cũng đang ở cái ngưỡng này, tức là về cái thông tin là Long Thành, Long Thiết thì ok, giờ ai cũng biết rồi, đúng không? Đó, ai cũng kỳ vọng là đầu giải ngân đầu tư công năm sau đầu tàu ABC XYZ, mà thực ra góc nhìn của mình là đấy thì tất nhiên là vẫn sẽ là cái sự hô hào. Còn trend thì vẫn bám nhưng mà cạnh trên này thì chưa vượt được, thì góc nhìn của mình là với cái phiên này là 1 này, phiên này là 2 này, phiên này là 3, thì mình sẽ thiên về kịch bản là khả năng nó sẽ cần phải điều chỉnh nó nhiều hơn, còn không thì đợi nó vượt hẳn đi, mình thì thiên kịch bản nó sẽ điều chỉnh thì mình vào. Rồi tiếp theo nữa là FCN. FCN thì hôm nay kéo căng đét luôn, trần luôn, đúng không? Rồi thì nói chung là nếu mà vượt được cái vùng vai bên này thì ok, có thể là gì, chúng ta sẽ kỳ vọng nếu anh chị em nào giải ngân thì hôm nay cũng có thể giải ngân được. Đấy, với cái nến như này, vol như thế này thì có thể kỳ vọng giải ngân được. Tất nhiên là giai đoạn này thì mình có cảm giác như nó đang xoay các cái dòng, để nó chơi. Đó, thì nếu mà anh chị em nào có hàng có thể kỳ vọng lên những cái vùng khoảng quanh 12 có thể canh chốt. Đó.
lực như thế này và vốn vốn như thế này là ok nhé. VCG này, VCG thì yếu hơn, VCG thì hôm nay muốn đẩy nhưng không đẩy được, để loanh quanh tham chiếu đấy, thì khả năng nếu mà đẩy như này mà không lên được thì khả năng sẽ một là đi ngang thêm, hai là chỉnh về đây, chỉnh về đây thì mua. Đó. Nói chung cũng đang ở hit ở loanh quanh cái cả này. Ở đây nó có cả nhé, loanh quanh cái vùng này. Đó. Một là đợi chỉnh, hai là vượt hẳn thì vào. À, rồi chúng ta sẽ ngó qua một chút về dầu khí đi, PVD. Đúng không? PVD thì đấy tiếp tục là nó cũng tiệm cận, mua ở đây thì lửng lơ, mình chia sẻ rồi, mua ở đây rất là lửng lơ, đúng không? Mua ở đây thì đây trên này có cản mạnh, trong khi chỉnh thì cũng có thể là nó sẽ gãy trendline này, nó gãy trendline này thì nó lại test về đây. Đó. PVD, PVS thì đấy. N lần thì không vượt được, thì một là nó phải đi ngang thêm, hai test về đây tiếp, đó, bao nhiêu lần thì không vượt được. Thì đấy, đang bắt đầu cạn vol dần, bây giờ vol phải cạn thêm mấy phiên nữa thì là nó test được, hoặc là cho chơi hẳn về vùng này thì mua đấy, còn không thì bỏ qua, đúng không? Đấy là PVS, còn kỳ vọng thì cũng có thể kỳ vọng lên cái vùng xa hơn của PVS, đấy là vùng trên này 27-28. BSR thì chưa có cái gì cải thiện, về break spread vẫn rất là thấp. Đó, vượt thì vượt cản chéo rồi đấy, nhìn kẻ này là vượt rồi đấy, nhưng mà thực ra là mình không thích lắm về mặt cơ bản, mình sẽ không chơi. Với hai là nó cả ngay đầu này thì mình không vào, được chưa? Đấy là dầu khí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về nhóm, ví dụ nhóm phân hôm trước cũng khá là tích cực nhé. Thì bây giờ như nào? Chưa vượt được, không? Đã có mong trông thế thôi, đã vượt được đâu. Kẻ này vượt trên này, chưa vượt. Rõ ràng là chưa vượt. Tương đối một chút. Nuôi hai cái đỉnh lớn nhất của nó quanh. Đại loại là cũng đang test đây, 50-50 đúng không? Chưa vượt được. Đấy, thì đợi vượt hẳn một, thì đợi vượt hẳn thì chúng ta cân nhắc test lại cái trendline này, chúng ta vào, hai là test ở đây thì mua. Cà Mau thì ok, cũng bám cái trendline này, đúng không? Quay trở lại đây bám trendline này cũng khá là cạn, thì đối với mình thì nếu mà nhặt thì có thể nhặt test đạn Cà Mau được, đúng không? Nhặt test đạn Cà Mau được, và nếu mà thủng những cái chân này thì bán thủng đâu đấy khoảng 28 thì bán, còn nhặt test ở đây được, kỳ vọng lên đây đó. Rồi đó, thì hôm nay cũng điểm rất là nhanh về mặt thị trường cho anh chị em, thì anh chị em nếu mà tuần sau mà mọi người muốn update thêm thông tin về mặt thị trường thì cũng có thể là theo dõi chương trình này, hoặc là trong cái khóa học miễn phí 5 ngày trong tuần tới thì Linh cũng thường đầu mỗi buổi cũng điểm qua một chút về thị trường, nhận định thêm số những thông tin về mặt cơ bản, về mặt vĩ mô doanh nghiệp, thì mọi người có thể đăng ký lại đường link dưới comment hoặc là phần mô tả nhé, hoặc là vào trang techprofit.vn để đăng ký nhận chỗ sớm nhất, và sang tuần thứ hai chúng ta sẽ học luôn, học từ tối thứ hai đến tối thứ sáu hoàn toàn là miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của tuần sau, và đừng quên bấm nút subscribe để có thể là khi những video mới ra thì mọi người sẽ được update đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.